Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hùng xin giới thiệu đến mọi người một mẫu giày cầu lông chuyên cho anh em cày sân bê tông. Mẫu giày mới nhất 2022 vừa mới cập bến bên shop Hùng. Mẫu giày này là Lightning AITS 039-1. Tên của nó là Lightning Soundway. Đây là một mẫu giày tầm trung, trên trung một chút. Và đây là mẫu giày chuyên cho những mặt sân có độ ma sát cao. Đấy, chúng ta cùng bóc hộp đôi giày. Đây, hộp đôi giày đây, rất đẹp, có biểu tượng Lightning ở trên. Đây thì đây chính là đôi giày của chúng ta. Hùng quay rất là thật mắt cho mọi người xem đây. Chúng ta sẽ xem một vòng đôi giày. Đấy, đây là một đôi giày form không quá ôm, nên là anh em chân hơi bè cũng có hoàn toàn có thể đi được nha. Đấy, đôi giày này đeo thì nó sẽ không bị quá ôm chân, nhiều khi là gây khó chịu. Form ôm chân thì thường nó sẽ rất là kỵ chân, nhưng mà form này thì không kỵ chân nha mọi người. Đấy, chiều giày mu của đôi giày cũng khá là cao, nên là cũng không sợ là anh em mu bàn chân giày không đi được nhá. Giày thì sử dụng hai chất liệu chính là chất liệu da và chất liệu lưới dệt này mọi người. Đấy, đế giày thì đây là làm bằng cao su, nó cũng chỉ vẫn là kiểu đế kép và nó được sơn đồng màu, hay gọi là cao su đồng màu, cao su được sơn đồng màu. Đây, non-manking là công nghệ chống mài mòn của thương hiệu Lining, công nghệ gần như đôi giày nào của Lining cũng có rồi. Đấy, thiết kế các hình lục giác, các khe rãnh để giúp cho đôi giày bám nền. Hùng sờ đây rất là bám các khe rãnh đây. Mặt đế mọi người có thể nhìn thấy nó rất là dày dặn đấy, mặt đế rất là dày dặn, giúp cho đôi giày bền, chống chịu sức mài mòn. Công nghệ túp tiếp để giúp cho tránh mài mòn ở cạnh, ở má. Nói chung là đỡ bị kiểu bị rách da đấy. Cái chất liệu của nó đây, chất liệu này, đây là một chất liệu kiểu da và cái vân đan xen giống như kiểu sợi carbon ấy. Họa tiết giống nhưng Hùng không, còn đây nó chắc nó cũng chỉ là chất liệu da, da nhân tạo. Đấy, trông rất là bền và Hùng cảm nhận rõ là bẩn thì chúng ta rất dễ dàng có thể lau chùi. Đấy, phía bên này thì nó lại làm hơi bóng. Đây, phần mày nó lại miếng da bóng làm cho đôi giày nổi bật và đẹp hơn. Đây là màu đỏ thẫm. Đấy, nếu màu đỏ tươi thì Hùng nghĩ là nó sẽ xấu, nhưng màu đỏ thẫm này kết hợp rất là đẹp. Đấy, và các hệ thống lưới dệt giúp cho đôi giày cảm giác nó thông thoáng, cũng như là nó đeo vào chân cảm giác nó rất là dễ chịu, mềm mại. Đấy, đôi giày này đệm gót cũng khá là dày dặn, bảo vệ gót của chúng ta. Đấy, lớp giảm chấn của đôi giày này thì nó là EVA đấy mọi người nhé. Đừng có nghe mấy shop nó giới thiệu là Lightning Cloud thứ, đây không phải là công nghệ Lightning Cloud. Đây là chất liệu đế EVA nhưng cũng rất là mềm. Lightning Cloud thì áp dụng cho các dòng đế cao cấp hơn. Đấy, tuy nhiên với lớp EVA của đôi này Hùng thấy nó rất là dày và nó cũng rất là đàn hồi, rất là êm. Đây, mọi người có thể nhìn thấy. Đấy, lớp công nghệ giảm chấn của nó. Đấy, đôi giày này đi vào sẽ có độ êm, là cảm nhận là độ êm là trung bình nha mọi người. Giày Lining nó có một đặc điểm là mới đầu đi vào thì nó chưa được êm mấy, nhưng mà càng đi về sau càng êm, Hùng khẳng định mọi người. Lần trước Hùng đi một đôi mới đầu đi vào thấy nó hơi cứng, nó là cứng, nhưng mà đi một thời gian nó mềm ra, đi rất là sướng. Đấy, đây nha, toàn cảnh đôi giày cho anh em. Đấy, rất là đẹp, Hùng rất là thích cái sự kết hợp màu sắc này. Đấy, trông nó vừa nhã nhặn, lại trông nó lại có một chút màu sắc, màu nổi bật kết hợp với các màu trầm, tông màu trầm, ví dụ màu đỏ thường là có thể gọi là một màu nổi bật hoặc là xanh, nhưng mà phần lớn đôi giày này nó thuộc tông màu trầm, là tông màu tím than. Đôi giày rất chắc chắn. Đấy, cái đế của nó cũng rất là trâu và hầm hố đấy mọi người. Anh em đi sân bê tông hay sân có độ ma sát cao thì cũng sẽ rất là bền. Và đặc biệt đôi này cũng rất là tiết kiệm chi phí. Đôi này giá gốc của nó là 1.460.000 mọi người ạ. Nó là 399 nhân dân tệ đó, thì quy ra tiền Việt khoảng 1.460.000. Và giá thị trường vừa mới ra mắt thì giá nó hơi cao, là 1.150.000. Giá như thế là cũng coi như là rẻ hơn so với giá gốc ở bên Trung Quốc bán đôi này cao lắm. Thì về Việt Nam đang mua mức giá 1.150 là đã rẻ rồi. Nhưng mà bên Hùng còn đang có mức giá ưu đãi và khuyến mãi còn rẻ hơn
tương đối cho anh em đấy có cơ hội sắm giày. Đấy thì anh em nào ưng kết thì nhắn tin Hùng ngay, bởi vì cái này Hùng kiếm cũng được có mười mấy gần 20 đôi thôi, nên là mỗi size nó chỉ có vài đôi thôi. Anh em ưng kết thì liên hệ nha. Còn đây quay video thật mắt như này rồi, anh em ảnh thì Hùng cũng đã chụp rồi rất là đẹp rồi, nhưng mà quay video luôn là thật mắt nhất đấy. Anh em nhìn đôi giày rất là chất. Rồi cảm ơn anh em nhé, cần thì nhắn tin đặt hàng ngay cho Hùng, bởi vì hàng nó về không nhiều đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều.